Hỏa tinh, hành tinh hàng xóm với trái đất, được biết đến là một thế giới khô cằn, lạnh lẽo và không có bóng dáng của sự sống. Mặc dù vậy, NASA sẵn sàng biến thế giới sa mạc ấy thành nơi đáng sống của con người trong tương lai. Hàng loạt những robot thám hiểm đã được rải khắp hỏa tinh với hy vọng tìm kiếm sự sống cổ đại và hiện tại trên hành tinh này, đồng thời điều tra địa chất, khí hậu nhằm phục vụ cho những công cuộc đổ bộ lịch sử của con người trong tương lai. Ngay lúc này, những chiếc xe robot thông minh vẫn đang cần mẫn hướng camera của mình vào từng ngóc ngách, quan sát tỉ mỉ từ những đồng bằng sông cổ đại cho đến miệng núi lửa hiểm trở, để phát hiện xem liệu có bất cứ một dạng sống nào đã từng tồn tại trên hành tinh này hay chưa, và hành tinh này có an toàn để một phi hành đoàn tới khám phá hay không. Mới đây, trong khi đang làm nhiệm vụ tại miệng núi lửa Gelo, robot Curiosity đã phát hiện ra một cấu trúc kỳ lạ giống hệt bộ xương cá. Nó kỳ lạ đến mức nhóm sứ mệnh phải thừa nhận rằng họ chưa từng thấy thứ gì kỳ lạ như vậy trước đây. Vậy đó thực chất là thứ gì? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Curiosity là một xe tự hành được NASA gửi đến khám phá hỏa tinh từ năm 2011. Tính đến nay, robot đã hoạt động được gần 12 năm kể từ ngày phóng từ trái đất. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, khi robot Curiosity đang lăn bánh để kiểm tra địa hình khu vực gồ ghề với nhiều tảng đá lớn nhỏ của miệng núi lửa Gelo, thì nó đã bất ngờ phát hiện một cấu trúc kỳ lạ. Những chiếc gai nhọn nhô ra từ một tảng đá nằm dưới chân miệng núi lửa Gelo. Theo nhiều quan sát, thì có tất cả hơn 10 chiếc gai như vậy nhô ra từ lưng của một tảng đá. Mỗi gai có chiều dài khoảng từ 5 đến 7cm. Chúng xếp thành một hàng thẳng tắp và khoảng cách giữa những chiếc gai cũng rất đều nhau. Điều này thật kỳ lạ, tôi chưa từng thấy một thứ gì có hình dạng như vậy từng được phát hiện trên hỏa tinh. Nhà sinh vật học vũ trụ Natalie đã chia sẻ bức ảnh trên Twitter kèm trạng thái: "Trong suốt 20 năm nghiên cứu hỏa tinh, đó là tảng đá kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Tôi nóng lòng muốn có một hình ảnh hiển vi của cái này." Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, nó đã nhanh chóng nhận được sự chú ý và bàn luận sôi nổi. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng, nó trông giống như một bộ xương cá rất dễ vụn vỡ, hóa thạch cá, phi lê cá thu hay bộ xương của sinh vật thời tiền sử. Có vẻ như xương cá là một đáp án được nhiều người nghĩ đến cho những hình ảnh đáng kinh ngạc vừa rồi. Một người khác thì nhận định, trên trái đất đó sẽ là một loài thực vật hóa thạch, chẳng hạn như nhánh cây linh sam hoặc xương sống cá, khó có thể là một khối đá tự nhiên. Thậm chí có người còn chia sẻ rằng, tôi rất vui khi tin rằng đó là lưng của một con rồng sao hỏa hóa thạch đang cuộn tròn ở nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù 9 người 10 ý, nhưng phần đa cư dân mạng cho rằng nó là xương hóa thạch của một sinh vật sống, ít ai nghĩ rằng nó là sản phẩm của tự nhiên. Vậy cụ thể dãy gai nhọn này là gì? Các chuyên gia cho rằng không có bộ xương cá hay hóa thạch của sinh vật sống nào cả. Vật thể lạ có cấu tạo từ đá và hình thù kỳ lạ giống xương cá này có thể là do sự xói mòn đá trong một khoảng thời gian dài. Lời lý giải có thể khiến nhiều người trong số chúng ta cảm thấy hụt hẫng, bởi dù sao, một bộ xương khô sẽ là điều mà chúng ta đang chờ đợi bấy lâu. Mặc dù chúng ta có thể tiếc nuối vì cơ hội tìm thấy sự sống cổ đại vừa tuột khỏi tầm tay, nhưng những gì hấp dẫn nhất vẫn còn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Đây không phải là lần đầu robot Curiosity chụp được những hình ảnh kỳ lạ khiến giới khoa học vò đầu bứt tai. Vào tháng 6 năm ngoái, nó đã phát hiện ra một cấu trúc xoắn kỳ lạ nhô lên khỏi bề mặt hỏa tinh. Nếu chỉ nhìn qua, có lẽ bạn cũng phải đồng tình với tôi là nó trông giống như một lâu đài cát mà ai đó vừa tạo nên trên bờ biển. Tuy nhiên, sự thật đằng sau không phải như vậy. Chúng được tạo ra từ chất liệu giống như xi măng đã từng lấp đầy các vết nứt cổ xưa của nền đá hỏa tinh. Tuy nhiên, theo thời gian, lớp đá mềm hơn bị xói mòn, chỉ để lại những tòa tháp xoắn bằng vật liệu rắn chắc nhô ra khỏi cát trong miệng núi lửa. Trước đó, vào tháng 2 năm 2022,
xe tự hành cũng đã chụp được hình ảnh về một thứ trông giống hệt như một bông hoa san hô trong miệng núi lửa Gelo của hỏa tinh. Bông hoa xinh đẹp này thực chất là một sự hình thành khoáng chất siêu nhỏ. Các nhà khoa học NASA xác nhận đó là một cụm tinh thể di truyền nhỏ hơn đồng xu, có thể được hình thành bởi các khoáng chất kết tủa từ nước. Các khoáng chất mọc ra theo các hướng khác nhau, có khả năng được nhúng bên trong một tảng đá bị xói mòn theo thời gian. Tuy nhiên, có vẻ như những khoáng chất này có khả năng chống xói mòn, nên vẫn nằm trên bề mặt bụi bặm của hành tinh đỏ và vô tình lọt vào khung hình của Curiosity. Để làm được điều này, xe tự hành Curiosity được trang bị rất nhiều công cụ khoa học, đặc biệt là những hệ thống máy ảnh và cảm biến. Nó có thể chụp ảnh và quay video với độ phân giải cao, màu sắc chân thực, giúp các nhà khoa học có cái nhìn chi tiết nhất về hỏa tinh. Những bức ảnh trên chỉ là một số ít những hình ảnh kỳ lạ trong bộ sưu tập độc đáo mà Curiosity đã thu được trong suốt 12 năm khám phá hỏa tinh. Nhưng quan trọng nhất, xe thám hiểm đã xác định rằng nước lỏng và các khối xây dựng vật chất hữu cơ đã từng tồn tại trên hành tinh đỏ và chúng có thể đã biến mất trong hàng chục triệu năm trước. Curiosity là chiếc xe thám hiểm tự hành của NASA ra mắt vào năm 2011. Nó được phóng từ trạm không quân Cape Canaveral ở Florida, Mỹ. Sau cuộc hành trình kéo dài 9 tháng, vượt qua 560 triệu km, chiếc xe thám hiểm trị giá 2,5 tỷ USD đã hạ cánh thành công xuống bề mặt hỏa tinh vào ngày 5 tháng 8 năm 2012. Địa điểm hạ cánh là miệng núi lửa Gelo, rộng 154 km. Các nhà khoa học tin rằng, cách đây khoảng 3,5 đến 3,8 tỷ năm trước, đây từng là hồ nước cổ đại. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nó chỉ còn là một lòng hồ khô cạn, trơ trọi với những tảng đá lớn nhỏ và những lớp trầm tích. Bởi vậy, các nhà khoa học hy vọng Curiosity sẽ tìm thấy những dấu vết của sự sống cổ đại còn sót lại trong lòng hồ. Ban đầu, sứ mệnh dự kiến kéo dài 2 năm để thu thập thông tin giúp trả lời câu hỏi liệu hành tinh đỏ có từng hỗ trợ sự sống cổ đại hay không? Có từng có nước lỏng hay không? Đồng thời nghiên cứu địa chất và khí hậu của hành tinh. Do thành công ngoài mong đợi, sứ mệnh đã được gia hạn vô thời hạn và nó đã hoạt động bền bỉ cho đến tận bây giờ. Suốt 12 năm qua, Curiosity đã di chuyển hơn 29 km, leo lên độ cao 625 mét từ chân núi Sáp bên trong lòng miệng núi lửa Gelo. Xe tự hành cũng đã phân tích khoảng 40 mẫu đất và đá để tìm hiểu những gì chúng tiết lộ về hành tinh chị em của trái đất. Để bền bỉ hoạt động cho đến bây giờ, Curiosity được trang bị một máy phát điện đồng vị phóng xạ RTG. Nó phân rã các đồng vị như plutonium-238 để tỏa ra nhiệt lượng. Sau đó, nhiệt lượng sẽ được sử dụng để tạo ra điện, cung cấp năng lượng ổn định cho robot hoạt động trong nhiều năm, bất kể thời gian là ngày hay đêm. NASA cho biết, Curiosity mang theo 4,8 kg nhiên liệu đồng vị plutonium-238 do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cung cấp. Với số lượng này, nó có thể duy trì sản xuất 110 watt điện liên tục trong 14 năm. Sau 14 năm, sản lượng điện sẽ hạ xuống còn khoảng 100 watt điện. Điều này sẽ giúp Curiosity bền bỉ hoạt động trong nhiều năm tới. Mặc dù NASA đã thiết kế sứ mệnh Mars 2020 gửi đến hỏa tinh một robot Perseverance, thế hệ kế tiếp của Curiosity và một trực thăng khéo léo Ingenuity nhằm thay thế sứ mệnh Curiosity, nhưng có lẽ Curiosity sẽ còn bền bỉ hoạt động trong một thời gian dài nữa. Nó vẫn là cánh tay đắc lực của NASA trong việc khám phá bí ẩn khu vực miệng núi lửa Gelo của hỏa tinh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Curiosity sẽ có thêm nhiều khám phá mới để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì đã và đang diễn ra trên hành tinh đỏ. Còn việc chụp được những hình ảnh giống như xương cá lần này, đó chắc chắn không phải là xương cá hay hóa thạch, mà chỉ là những kết cấu kỳ lạ của đá trên hỏa tinh mà thôi. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những hình ảnh kỳ lạ được robot Curiosity gửi về trái đất. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!